Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ bảy ngày 11 tháng 5, ngày thứ 808 của cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Và hôm nay tất nhiên rồi, chúng ta sẽ đến với lại những thông tin từ chiến trường biên giới. Có thể nói là từ nay thì chúng ta chính thức đã mở màn trên không gian gọi là chiến thuật một cái chiến trường mà chúng ta gọi là chiến trường biên giới. Với uh, những đợt tấn công uh, tràn qua biên giới của quân Nga trong ngày hôm qua, nối tiếp khoảng độ 20 tiếng đồng hồ, và có những cái dấu hiệu dập dòm ở các khu vực khác, và rất giống như những gì mà chúng ta đã chém gió. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thông tin từ hai phía liên quan tới tấn công chiến thuật. Ngày hôm qua thì ở khu vực uh, đằng sau, hậu phương của Khắc Cốp, Ukraine cũng đã khai hỏa bắn về phía Belgorod rất nhiều. Nhà phía Nga bắn chặn tên lửa Atak, tên lửa Vampire, tức là tên lửa phóng loạt đấy. UAV, thế nhưng mà cũng rất nhiều tòa nhà của dân chúng bị thiệt hại, hai à, chục người bị thương, chưa có người bị thiệt mạng. Thế nhưng mà đây cũng là một cái vụ tấn công rất lớn của Ukraine chúng ta cũng không biết rằng là họ tiến hành tấn công thì nó là một cái sự đáp trả đối với lại cái vụ tấn công của phía nga sang biên giới hay là nó được lên cái kế hoạch từ trước. Tuy nhiên nếu để ý ở những cái diễn biến như thế này chúng ta có thể thấy một cái vấn đề là từ lâu rồi ukraine đã tấn công ở ben Gros, thì tất nhiên họ có nhiều mục tiêu nhưng trong đó nó có một cái mục tiêu là khiêu khích nga để cho nga tổ chức tấn công sang biên giới kharkov đúng không ạ? Cái đấy là một cái mà chúng ta phải thừa nhận là ukraine đã sắp đặt một số thứ dành cho những tự tấn công của Nga. Thì chúng ta cũng không biết thực sự là Ukraine là họ tự tin vào cái điều gì. Cũng có khả năng là họ cũng chẳng tự tin gì cả. Mà họ nghĩ rằng là cuộc chiến này mà kéo dài thì trước sau thì khắc cũng mất thôi. Mặc dù nó là thành phố siêu to khổng lồ. Nhưng mà qua những diễn biến gần đây thì chúng ta thấy rằng Ukraine chính quyền của họ họ nặng về cái việc kêu gọi tài trợ hơn là cái việc mà có thể khiêu khích Nga dẫn tới Nga mở một cái chiến dịch vùng đệm đại loại là như vậy. Hay mình có thể nói rằng là họ rất nặng nề về chuyện đó Còn mình cũng không thể là so sánh được cái nào hơn cái nào Nhưng mà họ rất nặng nề Lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện đó Khi mà hôm qua thì ông Zelensky đã có những bài phát biểu Và ngay sau đó thì 400 triệu từ Mỹ đã được gửi tới Ukraine Thông qua gói viện trợ mới nhất Về phía mình, hôm qua thì phía Nga tấn công Ở các khu vực chiến thuật thì không nhiều Nhưng mà chúng ta thấy một cái ngày bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày hôm qua giờ chúng ta cho tới tận uh, phải đến 12 giờ đêm thì phía nga đã tấn công một cái lượng bom mà nhiều người nói rằng là đó là một chiến dịch đánh bom giải thảm uh, quy mô nhất từ trước đến nay của nga ở chiến trường ukraine và chưa chắc cái đấy đã chấm dứt tức là nó còn đấy mới chỉ là mở màn thôi không chỉ bom mà nga còn sử dụng hết các loại pháo phản lực pháo uh, thường súng cối uav tên lửa Bắn dọc chiến tuyến từ Sumy Cho tới Kharkov rất ác liệt Còn ở nơi khác Thì họ chỉ đánh được một vài các cái khu vực Như ở Zaporizhia thì cũng biết vào cái gì Nhưng mà ở Gulepole Đằng sau gần với lại Rabutine thì phía Nga đã bắn Hạ tên lửa Iskander Bắn hạ một cái hệ thống phòng không Patriot Quý vị nào mà quan tâm tới video chiến sự Thì tôi làm cái tổng hợp video chiến sự Hàng ngày phát vào buổi tối ở trên Phan Sơn, kênh Phan Sơn TV quý vị nhé đường link kênh đấy ở ngay trong mỗi video ở ngay dưới video này và các video khác thì như vậy là hoạt động chiến thuật đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy Ukraine tung ra đợt tấn công lớn nhất của họ mặc dù những ngày vừa qua thì họ cũng tấn công giả dích kiểu này và phá được một hai cái bồn dầu của phía nga đúng không ạ đặc biệt là hôm qua họ lại bắn vào một cái bồn dầu ở Lugan nữa à, thế nhưng mà cái đó thì nó gần như nó không ảnh hưởng gì đến phía nga nói là không ảnh hưởng gì tới các cái vấn đề mà họ tổ chức uh, cung cấp nhiên liệu cho bà con cũng như là chiến dịch của họ ở trên chiến trường. Còn những cái thiệt hại ở các nhà máy lọc dầu thì nhìn chung nó cũng khóa rời rạc, nó không đủ để gây một cái sức ép lên cái sự khan hiếm dầu của nga. Vì chúng ta thấy rằng là nga người ta cũng là hàng đầu về vấn đề sản xuất sửa chữa, cho nên là những cái việc cây phá vậy thì nó phải liên miên cơ và nó dồn dập trên quy mô lớn nhiều cơ. chứ còn nếu nó lẻ tẻ thì người ta sẽ sửa chữa nhảy. Vâng, như vậy là chúng ta vẫn chờ những cái tấn công, đòn tấn công lớn trên quy mô lớn của phía Ukraine liên quan tới chiến dịch mà họ đã đe dọa nước Nga mà đã phát tờ rơi tờ vẽ những ngày trước đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại chiến trường đầu tiên với chiến trường vùng biên giới mà chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa lại quý vị nhỉ, à, số 0 này. Chiến trường số 0 là chiến trường chiến thuật trên không gian và ở dưới nước, dưới biển đúng không ạ? Và các cái khu vực biên giới không phải là giao tranh dữ dội, ví dụ như Moldova rồi là vân vân, tất cả các loại biên giới khác. Thế còn uh, bây giờ thì chúng ta có chiến trường số 1 là Kherson, giao tranh qua bờ sông. Số 2 là à vâng không? Kherson thì nó liên quan tới Zaporiza rồi. Tạm thời thì người ta ghép Kherson Zaporiza, chiến trường Uleda tức là Nam Donetsk, vùng bây giờ đang rất nóng bỏng đấy, đúng không ạ? Chiến trường để khai mở tiến về hướng Tây đấy chiến trường Adipka à vâng siêu nóng, chiến trường vùng à, Bắc soleda à, cũng đang à, chuẩn bị sắp nóng. Chiến trường vùng Civic si lima như vậy là 1 2 3 4 5. Và bây giờ chúng ta có chiến trường Đông Bắc là chiến trường số 6. Và trên bản đồ trung lập này thì quý vị có thể thấy rằng là người làm bản đồ họ đã bắt đầu đưa những cái à, những, những những cái cấu hình của các thị trấn thị xã à, vào cái à, bản đồ của họ. Uh, để chúng ta xem là trên diễn biến trên bản đồ thì uh, trong vùng màu đỏ trở lên thì đến bây giờ nó thông tin nó còn khá là um, chúng ta học quen với một uh, một cái học thuyết à, một cái uh, thuật ngữ đó là uh, sương mù chiến tranh đúng không ạ sương mù chiến tranh có nghĩa rằng là ở cái vùng này bây giờ nó còn quá dày sương mù chiến tranh là gì là cái mà cả hai bên đều không nhìn thấy một cách hoàn toàn có nghĩa rằng là uh, những gì xảy ra nó là một cái mớ hỗn độn về thông tin và chiến sự nó ác liệt và bất ngờ diễn tới người việc người ta không biết đích thực chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng nếu như nhìn trên cái bản đồ trung lập thì chúng ta có thể thấy rằng là một là phía nga đã chiếm được, nếu không ít nhất phía nga đã đánh bật ukraine ra khỏi uh, ba làng ở hướng lipsi, đây là quận lipsi này, đấy và đây là chileta, uh, polina và borisivka ba cái làng này. Đấy là thông tin mà từ phía trung lập. Còn ở phía trung lập này thì nó có một màu đỏ ở làng Pelina. Uh, Pelina thì uh, có khả năng thì làng này đã rơi vào cái sự kiểm soát của phía nga. Diện tích này thì uh, chắc là tầm vùng xám uh, nó cũng được đẩy ra khoảng độ đâu đấy uh, tầm chục uh, km, đúng không ạ? Còn theo như thông tin uh, từ phía chuyên gia của Ukraine thì đã tới 30 km vuông. Đây là chục km vuông đây là phía bên cánh trái thế còn bên cánh phải thì tuy là chúng ta không nhìn thấy cái rõ ở đây nhưng mà cánh phải thì theo thông tin ban đầu thì phía nga cũng ít nhất là kiểm soát được một làng và tiến sâu tới gần khu vực mà vô trang đấy là cái thông tin mà từ rất nhiều nguồn tin cho biết là như vậy còn phía cái kênh mà uh, chuyên gia của ukraine nói rằng là phía nga đã áp sát vào vô trang rồi thế còn uh, kênh mà phía nga thì chúng ta chưa thấy thông tin từ bộ quốc phòng một cách chính thức à, mặc dù có rất nhiều thông tin ở phía thân nga thì họ nói rằng họ đánh chiếm cũng uh, tất cả những vùng xám này đều trở thành cái vùng kiểm soát của phía nga có nghĩa là một làng ở phía vô chan và bốn làng ở cái khu vực phía lipsi như vậy thì chúng ta nếu nhìn trên bản đồ xa đấy quý vị có thể hình dung được là đây là trung tâm Khắc Cốp thì cái chiến trường lớn nhất của nó diễn ra ở cái khu, khu vực mà đối diện với lại ben gorod và có bốn thành ở đó đã bị uy hiếp vượt qua Bị quân Nga vượt qua, theo thông tin trung lập. Còn ở phía bên này, và đây là cái quận Lipsi, ở đây. Còn bên này thì nó có quận Vochan, là một cái quận mà nó khá cách ly với lại vùng khắc cốp đô thị uh, chính. Và đã bị phía Nga vượt qua một thành và đang tiến tới uh, khu vực Vochan, bởi vì quận này nó rất sát vùng biên giới. Đấy là những thông tin mà chúng ta biết đến thời điểm này. Có nghĩa rằng là ở nó có ba cái uh, trường phái này. Trường phái thân Nga thì là đã... À, vượt qua được khoảng độ mười mấy km nhưng mà giải rác ở phía biên giới và chiếm được năm thành đấy trong đó có một ở vô tràn bốn cái kia trường phái trung lập thì nga chiếm được một thành bên này một thành bên này là hai thành ba thành vùng xám và à, bước tiến của nga cũng tầm khoảng độ cách một hai km ở khu vực biên giới còn trường phái thứ ba là cái trường phái của ukraine là một thì họ phủ nhận tất cả những cái việc xảy ra ở trên và nói rằng tất cả chỉ là những cái đòn tấn công, trinh sát, đe dọa. Rồi là đại khái là mang tính chất là dương đơn kích Tây. Còn trường phái thứ hai là cái trường phái nói rằng là Nga đã tiến được 30 km, chiếm liên tiếp nhiều làng và áp sát tới Vô chan Thế thì chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng lạ ở trường phái số 2 của cái cánh thứ ba của Ukraine. Đúng không ạ, tức là thân Ukraine ấy. Là lần đầu tiên là họ nói rất nhiều về cái việc là quân Nga đã tiến rất nhanh thì cái người đứng đấy là một cái người rất là nổi tiếng ở ukraine ông ấy là một người tuyên truyền viên uh, sau khi mà ông ấy nói như vậy thì uh, trước đó cái kênh deep state của ukraine một cái kênh trước đây thì nó độc lập nhưng mà cách đây hai tháng thì nó đã bán mình cho bộ quốc phòng ukraine đấy, có nghĩa rằng bây giờ nó là một cái cơ quan của bộ quốc phòng thì nó đưa ra những thông tin rất giống với lại cái vị chuyên gia kể trên và chúng ta biết là cả cái vị chuyên gia này với lại cái kênh Deep State đấy thì bây giờ nó ăn dơ với lại nhà nước rồi. Rồi sau đó chúng ta thấy ông Zelensky ông ấy lên ông ấy phát biểu một cái bài phát biểu cũng khá là lạ. Ông ấy nói rằng là uh, phía nga đã tấn công và tình huống ở Kharkov rất là hiểm nghèo. Chúng tôi cần vũ khí ngay lập tức, viện trợ ngay lập tức để có thể mà đánh bật quân nga ra khỏi biên giới và tình huống có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc và nó rất là căng thẳng. Uh, rồi sau đó thì chúng ta thấy là đến khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau thì người Mỹ đã thông qua gói viện trợ 400 triệu đô la gồm rất nhiều pháo phiếc tên lửa tên nước Patriot chiếc và như vậy thì có thể nói rằng chúng ta đã giải thích được là cái lý do mà nó có cái trường phái thứ hai có nghĩa rằng là trường phái theo của nhà nước và nó kêu gọi viện trợ đúng không ạ? Và sau đó thì người đứng đầu của cơ quan tỉnh Khắc Cốp, ông ấy nói rằng là tình huống đã được bình ổn trở lại, đại khái như vậy và không có một cái đột phá nào đáng kể. Tất cả đều đã bị chúng ta đẩy lui. Vậy là về phía cơ quan nhà nước thì lúc đầu tiên thì họ nói rằng mối nguy hiểm rất cao, nhưng mà sau đó khi có tiền thì họ nói rằng là nó đã trở lại bình thường. Còn ở phía Ukraine thì ngay sau khi Nga tấn công qua biên giới thì xuất hiện rất nhiều những cái video về những cái đoàn xe tăng Nga cháy, người ngợm bị thiệt mạng nằm ngổn Nga. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả những cái thông tin đó là những cái video cũ nó được xào nấu lại. Và những người theo dõi diễn biến chiến sự thì nhìn cái thì biết ngay. Mỗi video ấy, nó nhiều lắm. Nhưng mà cái video nào mà nó để lại dấu ấn ấy thì có thể nói rằng không cần phải ghi lại cũng nhớ được hết những cái sự áng chừng của nó. À, đặc biệt là trên những cái xe của Nga nó không có hình chữ N, à, có nghĩa là cái dấu hiệu của những cái cái xe của cánh quân phương Bắc. Vậy là Ukraine thì đã biết rằng Nga sẽ tấn công và họ đã chuẩn bị những cái tài liệu kiểu như vậy để chuẩn bị làm chiến dịch truyền thông từ trước. Cũng như là việc ông Zelensky rồi là cái người chuyên gia, cũng như là cái người thống đốc đúng không ạ? Thì họ cũng đã có một cái sự chuẩn bị từ trước rồi. Điều này thì nó lý giải cho chúng ta thấy là tại sao Ukraine lại rất muốn khiêu khích Bengorod để mà Nga tấn công xuyên qua biên giới. Bởi vì là khi Nga tấn công ở đây thì không chỉ Ukraine có thể nhận được viện trợ vũ khí, tiền bạc mà thậm chí là họ còn có thể yêu cầu quân đội nước ngoài vào. Những ngày gần đây thì chúng ta biết cái việc đấy ở cái cái cái, cái trang web gọi là đề xuất rồi đúng không ạ? Thỉnh cầu đấy của người dân đối với là ông Zelensky rồi. Hôm nay quan chức Ukraine thì họ cũng lên họ nói rằng là chúng tôi thừa sức đánh bại quân đội Nga. À, nếu như mà chúng tôi uh, tự đánh thì phải 100 năm Nhưng mà nếu mà có tiền viện trợ ở phương Tây Thì chúng tôi sẽ đánh bại bọn họ rất nhanh Tôi không nhớ ông ấy là bộ trưởng bộ nội vụ hay sao ấy. Và như vậy đấy, đấy là chúng ta có những cái vấn đề chính sự của cái diễn biến này Thế còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái diễn biến như cái nhé Như vậy là diễn biến phía Nga đã tràn sang uh, khu vực biên giới Và nếu chúng ta nhìn kỹ vào trong bản đồ ở đây thì không chỉ là những cái thành này mà những cái thành uh, xung quanh uh, đây như là hai thành phía bên này này uh, Horipka này hai thành này uh, bốn thành phía giữa uh, Stilekka, uh, monokovet plika borisivka uh, thành zeleni là một hai ba bốn năm sáu bảy thành uh, oritv hasine Uh, Pletnipka uh, tức là đã là 10 thành đã chuyển thành màu xám vùng xám đây là chưa kể một số những cái thành viên khu vực này nữa có nghĩa rằng là những cái khu vực này uh, một là người ta đang điều chỉnh bản đồ hai là ukraine đã sơ tán đúng không ạ họ đã sơ tán uh, toàn bộ khu vực này có những thông tin uh, nhiều thông tin ấy, thì người, uh, họ nói rằng sau khi nga tiến công ở nhiều hướng thì quân đội ukraine đã chủ động rút lui uh, mặc dù nga đã bắt được khá nhiều lính và thiệt mạng cũng khá nhiều. Đến bây giờ thì mặc dù là chiều hôm qua mới có tấn công, chiều hôm qua mới có tấn công nhưng mà báo cáo đến đầu giờ chiều thì đã có đến 3 bốn chục quân Ukraine bị thiệt mạng và bị loại khỏi vòng chiến đấu và bị bắt cũng khoảng tầm gần 20 người. Trong đó thì lính Nga đã quay những cảnh mà họ đã cắt được những cái phù hiệu trên vai áo của những cái đơn vị đấy rồi còn về phía Ukraine thì chúng tôi thấy thông tin rằng là nó cũng có vài trường phái những trường phái thì cho thấy rằng nga đang Ukraine đang dụ nga rút lui uh, sâu vào cái tuyến phòng thủ đầu tiên của họ nó nằm ở khu vực Lipsi, đây nó làm như thế này này nó dọc biên giới khoảng 10 đến 15 km đấy trong đó có Volchan và các cái chuỗi đằng sau còn những cái thị trấn ở vùng biên giới này thì nó không có một cái tuyến phòng thủ gì đáng kể trừ những cái trận địa nhỏ cộng với các bãi mìn và đấy là lý do mà Ukraine nói rằng là uh, họ đã để cho phía nga dễ dàng vượt qua. Thế còn tuyến phòng thủ đầu tiên ở đây, tuyến phòng thủ thứ hai thì nó ở cách xa khoảng 30 km và nó khá gần với các cái khu vực đô thị đặc biệt là xung quanh khu vực Kharkov. Trong uh, quá trình đó thì Ukraine cũng xây dựng một cái sự, uh, một cái số lượng công sự chiến hào khổng lồ nằm lọt giữa ở hai cái khu vực chiến hào ở đây có nghĩa rằng khắc cốp nó là một cái pháo đài được bảo vệ có thể nói là đến tận răng đây và phía nga chỉ bây giờ chỉ mới gãy ghẻ ở phía bên ngoài thôi và đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa xác nhận được là nga có đánh thật hay không ở hướng này đúng không quý vị chúng ta chỉ biết một điều rằng họ đã vượt qua biên giới họ tấn công vào rất nhiều hướng đấy à, có tới hàng 8 hướng à, trong ngày hôm qua và đến trưa đêm nay thì chưa thấy là có thêm cái hướng nào có khả năng thì họ cũng đang uh, đi ngủ vậy thì uh, ở đây chúng ta đã có những cái lựa chọn rằng là nga không biết có tấn công mạnh hay không có vẻ là không đúng không ạ khả năng tấn công để đánh chiếm ngay thì là không đối với kharkov uh, nhỏ nữa là họ có đánh những cái thành lớn hay không uh, Lipsy hay là vochan hay không thì uh, À, chắc là trong vòng khoảng một tuần thì không có chuyện nga có thể đánh được vua cha này lipsi thế nhưng mà nếu mà diễn ra hàng tháng rồi thì rất có khả năng nga sẽ vượt qua được những cái tuyến phòng thủ đầu tiên để tiến tới vây hãm vô cha như vậy thì những cái lựa chọn của chúng ta nó làm ở số 2, số 3, số 4, số 5 đúng không ạ nó có thể tất cả những cái đấy nó là một cái sự kết hợp bởi vì như chúng ta đã phân tích ấy, thì có thể Nga bắt đầu bằng số 5 nhưng mà họ tin lên số 4, số 3, số 2, số 1 có nghĩa rằng là từ việc là tấn công dương đông kích tây rồi dần dần mở rộng sang cái việc là tiến vào dọn dẹp biên giới đúng không ạ rồi tiêu hao vân vân rồi tiến tới là đánh chiếm những cái làng mạc vùng biên rồi tiến tới đánh chiếm những cái thị trấn ở các cái khu vực gọi là trung gian giữa biên giới với lại cái vùng khắc cốp và dần dần tiến tới đánh khu vực khắc cốp Tuy nhiên thì đến bây giờ nó lại xuất hiện thêm những cái thông tin như thế này mà có thể nói rằng là là những thứ mà chúng tôi đã dự kiến, uh, chúng ta đã dự kiến, đúng không ạ? Uh, chúng ta biết rằng là nga thì theo ukraine họ đã tụ tập ở khu vực này 31.000 quân mà ukraine có thể nhìn thấy chỗ này 8-9.000 và chỗ này 10.000, uh, tức là ưu tiên uh, ở khu vực Ben-Gorod và vùng, uh, vùng 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 chernihiv, còn vùng sumy thì chỉ có 9.000 thôi. Còn chúng ta từ trước đến nay chúng ta phân tích rất nhiều vào cái vùng Sumi đúng không, quý vị. Đấy, cái hai cánh trên dưới của vùng Sumi. Còn rõ ràng là Ben Gros là một trong những cái mục tiêu ờ uh, vùng khắc cốp là một trong những mục tiêu nó rất khó khăn đối với lại phía Nga. Nhưng mà không loại trừ là Nga sẽ đánh nhưng mà đánh ở cái giai đoạn số 5 như chúng ta nói đấy. Đáng nhẽ tôi phải nói ngược lại là từ 1 đến 5 thì nó dễ hiểu hơn. Thì uh, bây giờ có những thông tin cho biết rằng là không phải Nga tụ tập ở đây 50.000 quân mà họ đã có sẵn là 100 cho đến 150.000 quân ở ngay cái tuyến sau của cái tuyến đầu này đấy. Thì như vậy cho thấy rằng là cái khả năng để Nga tung ra cú đánh uh, ở cái quy mô dạng vừa đấy quý vị, tức là số 2 đấy. Ở khu vực này là không loại trừ và bây giờ thì phía Ukraine đang nói rằng họ đang chờ mong những cái đợt tấn công của phía Nga lớn hơn ở khu vực Sumy hoặc là ở Chechnyi, nhưng mà lớn nhất thì có khả năng ở Sumy. Còn những cái người chuyên gia độc lập thì người ta cũng đưa ra một cái nhận xét là có khả năng Nga sẽ tấn công ở hướng Sumy trong những giờ sắp tới. Còn không biết là họ có tấn công cái hướng cấp quy mô số 2 của chúng ta hay không? Hay là họ tấn công theo cấp số 5 ở vùng Kharkov? bởi vì đến bây giờ thì sau đợt tấn công ngày hôm qua của phía nga à, theo thông tin họ đã chiếm được một loạt những cái khu vực gần biên giới thì không có dấu hiệu ở tiến quân thêm nữa à, còn lại thì bom đạn lại dội dữ dội vào vùng khắc cốp và vùng sumi rồi có thông tin về việc là di chuyển cánh quân của nga lên hướng sumi đúng không ạ đấy đấy là những dấu hiệu cho thấy còn về à, mặt chiến địa thì à, chúng tôi cũng đã từng nói cái khả năng mà tấn công ở sumi thì nó sẽ à, tức là nó sẽ phù hợp với những cái đợt tấn công lớn của nga nhiều hơn chứ không loại trừ là nga sẽ tấn công nhỏ ở khu vực này đúng không ạ nhưng mà nếu lớn và tầm trung thì nó phải xuất hiện ở sumi và kể có lớn hay trung thì họ cũng phải bắt đầu bằng những cây nhỏ nhỏ nhưng mà nó sẽ nó sẽ leo thang nhanh đến cái mức độ trung ngay còn khu vực khắc cốp thì tôi nghĩ rằng nó đánh là hướng đúng không ạ đánh là hướng dọn dẹp và chuẩn bị làm cái chiến trận nó tích cực lên còn cũng không loại trừ khả năng là chưa có một cái động tĩnh nào hướng này nhưng mà cũng rất có khả năng là phía nga sẽ tung tin ở đây, tung tin ở đây để kéo hướng di chuyển quân của Ukraine ở hướng khắc cốp lên khu vực Sumy. Đấy, chúng ta thấy họ thường làm cái việc này rồi nha quý vị nhé. Ở các chiến địa tích cực, Nga đều làm cách là đánh vào khu vực giữa, di chuyển sang phía xa của bên kia của cái giữa đấy rồi bất ngờ tấn công vào cái khu vực bên này. Khi lúc bây giờ thì cánh quân ở đây đảo ngược trở lại sẽ mất rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Và khi quay được đến đây thì có thể nó đã toang một phần nào đó rồi. Rồi đến đây phát thì cánh này lại bắt đầu bùng lụa. Đấy, đấy là cái cách đánh mà chúng ta thấy người Nga đã triển khai ở khu vực uh, Bakhmut, khu vực Adipka uh, rất là thành công. Vâng, vậy thì uh, để mà rời cái khu vực này, với thông tin như vậy, chúng ta có định nghĩa lại một chút để chúng ta xem là những cái chiến thuật của Nga trong thời gian tới, nó như thế nào để thống nhất về thuật ngữ. Chúng tôi đảo ngược lại, đúng không ạ. Tức là cái mức thấp nhất của phía Nga là họ cơ bản nó là dương đông kích tây ở mức số 1. Mức số 2 thì tiêu hao đúng không ạ? Mở một cái chiến địa mới để kéo dài chiến tuyến ra để tiêu hao Ukraine. Okay à, còn cái số 1 thì tất nhiên là đánh được thì đánh mà không đánh được thì rút cái kiểu nó như vậy nhưng mà nó không duy trì một chiến tuyến tích cực. Thứ ba là thực sự là đánh nhưng mà đánh ở những quy mô nhỏ ở các cái làng mạc vùng ven biên giới. Đấy, và cũng tiến hành các cái công tác dọn dẹp để chuẩn bị cho các cái mức tiếp theo là số 4 là đánh vào các cây khu vực cấp quận mà cách biên giới tầm khoảng 10 đến 15 km. Rồi đến cái mức độ lớn nhất là mức độ số 5, có nghĩa là đánh thẳng vào ở đánh cuối cùng là sẽ bay mây và tấn công khắc cốp. Thì đến bây giờ cái dấu hiệu để cho thấy là Nga dịch chuyển từ trước sau gì thì họ cũng dịch chuyển ở hướng khắc cốp từ 1 2 3 cho đến 5 4 5 thôi. Đấy thì nhưng quan trọng là nó diễn ra giai đoạn nào. Còn nếu như họ đánh ở Sumi thì khả năng cao hơn là họ có thể nhắm vào cái mục tiêu số 3, họ đặc biệt là số 4 đúng không ạ, nơi mà sẽ xuất hiện thêm nhiều những cánh quân, tạo ra những cái đột phá tương đối vượt qua một loạt những cái làng mạc thị trấn để áp sát bao vây vào khu vực Sumi trước. Còn nếu Nga đánh một cái mũi ở đây xuống thì tất nhiên nó là một cái mũi tấn công mang cấp độ số 4 rồi, trong đó họ sẽ sử dụng rất nhiều những cái mũi cấp 1 2 ở cái góc trên này. Và đặc biệt đấy là nếu bây giờ chúng ta để ý rằng là phía Nga đánh vào khu vực này, rồi tự nhiên là họ tập trung đánh rất mạnh vào khu vực Vô Tran. Và đây nó có một cái đường biên ở đây. Và Vô Trang nó xa khắc cốp tầm khoảng 5-70 km cơ. Và nó chạy thì nó lại chạy thẳng dễ đến đường quốc lộ đến Veliki và đến khu vực Kupian. Đấy. À, từ đây... Chứ, và nó muốn vòng khắc cốp thì nó phải xuống dưới khu vực này thì nó mới đi đường quốc lộ, còn không thì nó phải đi đường dích dắt và đường đại khái, đường nhỏ hơn ở đây. Có nghĩa rằng là nói đúng một từ là Vô Trang nó bị khá bị cô lập với lại cái vùng còn lại của khắc cốp. Và ở đây thì chúng ta đã từng vẽ ra những cái bước tiến quân của phía Nga một cách chiến thuật. Thì rất có khả năng Nga sẽ tung đòn tấn công ở hướng Vô Trang, ở hướng này. Đúng không ạ, đấy, tức là đòn tấn công cấp 4 ở hướng này rồi tấn công ở hướng này và tấn công ở hướng cupian ở bên kia bờ sông và xuất kích những cái mũi khác để mà phối hợp uh, tấn công và hình thành ra thế trận từ đây đến đây hướng về cái trung tâm này để mà từ vô chan cho tới cupian uh, uh, sinkovka ở đây nga sẽ hình thành ra hai gọng kìm bao vây cái khu quận trung tâm của cái cánh bên phải bị cô lập ở đây đúng không ạ để mà họ ăn tươi nuốt sống cái vùng này của ukraine đây là một cái chiến thuật mà tôi nghĩ rằng nó vừa ăn chắc mặc bền vừa ổn định và ít nguy hiểm khả năng chắc thắng là rất cao vừa hỗ trợ được mặt trận kuban nhưng mà vừa tạo ra một cái thế trận ở vùng cốp và uy hiếp xuống khu vực phía dưới khu vực trung tâm hướng tới liman isium đúng không ạ à, tức là một công rất nhiều việc nhưng mà một trong những cái điều quan trọng nhất họ có thể đánh kuban này bằng cách chạy xuống đây này và đấy là chiến thuật. Còn chiến lược thì họ sẽ tạo ra gọng kìm để có thể uy hiếp vào hướng bên khắc cốp. Có nghĩa là bắt đầu bao vây ở hướng cánh trái. Đấy. Cắt toàn bộ cái sự liên kết của Ukraine với phía bên cánh phải còn lại của vùng khắc cốp. Và như vậy thì Nga chỉ cần thêm một cái mũi nữa nếu như họ có ở Sumi. Đúng không ạ? Thì có thể một năm sau họ khép góc hai cái này vào là khắc cốp có khả năng sẽ bị bao vây. Đấy. Thì như vậy họ sẽ bắt đầu bằng những cái góc trong này và chính vết cát của Nga sẽ xuất phát từ cái hướng vô trang, chạy theo đường quốc lộ xuống phía dưới. Ở phía dưới thì họ cũng chạy theo đường quốc lộ ở đây cộng với cái góc ở đây an toàn nhất để mà hướng lên cái khu vực Velika, cái quận trung tâm ở đây. Như vậy thì có thể nói là gì? À, là nếu như mà theo phân tích như vậy và tất nhiên tôi nghĩ rằng, đến bây giờ thì tôi vẫn nghĩ rằng đây là cái khả năng kịch bản mà nếu như tôi ở trong tay Nga, thì tôi sẽ hướng về cái mục tiêu là Veliki, đấy, à, còn quý vị nghĩ thế nào? Veliki, ở đây chính là một cái nơi có thể nói rằng à, cấp độ số 4 và có thể một mũi tên bắn rất nhiều mục đích, đúng không ạ? À, vừa có thể tiến quân từ từ, chậm, chắc, vừa đánh được quận lớn, vừa cô lập được mọi thứ, chiếm được Kupian và đánh bật ukraine ra khỏi khu vực này mà không cần phải đánh rồi vừa uy hiếp tới khu vực kharkov đúng không ạ ở hướng phía đông ở hướng phía cửa ngõ chạy toàn bộ cắt liên hệ với lại khu vực phía liman và izium phía dưới Đấy, chúng ta nhìn thấy ba cái mũi đúng không ạ ba cái mũi chiến thuật và chiến lược của họ rất là quan trọng nếu mà nga có thể chiếm được vùng veliki không gian chiến thuật của nó rất thuận lợi khi mà vùng này thì đồng không mông quạnh rất nhiều nga có thể tạo ra một cái vùng chiến thuật rộng lớn và rất ổn định để mà khi mà tiến dần họ sẽ hình thành được những thế trận pháo viếc bao vây bao viếc gần vào với lại khu vực khắc cốp. tức là cái không gian để thao tác của họ nó rất là thoải mái đúng không ạ nó không bị bó như ở phía trên này như phía trên chúng ta sẽ nhìn thấy nếu nga tấn công ở đây ngay họ sẽ bị bó lọt ở giữa ha, nhiều trận địa lớn của phía ukraine một lúc cho nên là họ bắt đầu thì họ phải bắt từ khu vực sumy và không thể nào đánh ngay được khu vực này chọc xuống nhưng bên này mà phía nga tiến được như thế này rồi thì toàn bộ cả một cái mảng mặt trận lớn nó đã tiến sát vào khu vực kharkov như vậy là nó sẽ tạo điều kiện rất lớn cho cánh quân của phía nga sau này có thể mở từ hướng phía tây tây bắc để ép vào cái gọng kìm phía tây và ở đây lúc bấy giờ thì trận địa ở đây ukraine đã suy sụp rồi thì chúng ta thấy rằng nga chỉ cần tấn công ở quận chu huy ra khu vực đằng sau phía nam của kharkov thì ở đây không cần nó khó nga chỉ cần đánh đến khu vực này thôi và lúc bấy giờ Nga tiến quân ở hướng này ra, mặt trận phía dưới đã suy yếu và không có nhiều phòng thủ ở khu vực này. Bờ sông về Xước đã mất hết rồi, đúng không ạ? Viliki vân vân đã bị cắt hoàn toàn kết nối phía dưới. Thì cánh quân của Nga từ cái điểm căn cứ này mở sang hướng Nam thì chúng ta đã nhìn thấy khắc cốp nó nằm trong cái sự bao vây của phía người Nga. À, thậm chí lúc bấy giờ Nga còn chưa chắc đã đánh các cái phần sát biên giới này đúng không ạ đấy đấy là chúng ta thấy là uh, cách làm của người nga thì họ um, cứ mưa dầm thấm đất họ không có tạo ra một cái oanh động gì nhưng mà cái những cái điểm đầu cầu bao vây của họ là nó lồi lên lúc nào không biết và điều đấy chúng ta đã nhìn thấy ở uh, veromaiske đúng không ạ uzozai staro major và rất nhiều khu vực khác kể cả adipka bây giờ nó rất là nét cho nên là với một cái thành phố hơn một triệu người như khắc cốp nga cũng chỉ nên sử dụng cái phương pháp đó để có thể tránh những cái tổn thất. À, có thể đi tới một cái kết luận cuối cùng nào về cái mũi tấn công này sau 12 giờ đồng hồ, gần 12 giờ đồng hồ. Đó là dù Nga có đánh ở khắc cốp, ở hướng này, ở hướng này, hay là tấn công vào hướng Sumy, thì có thể nói là chiến dịch biên giới của Nga đã bắt đầu. Và chắc chắn thì đây không phải là cái chiến dịch tạo vùng đệm như là Putin nói. Đây chính là cái khởi điểm khởi đầu của cái chiến dịch để mà có thể kết thúc chiến cuộc. Bởi vì nói thật ra là Sumi đúng không ạ, nơi Sumi mà mất hay là khắc Cốp bị bao vây thì lúc bấy giờ toàn bộ bên phải bờ sông của phía Ukraine sẽ lâm nguy to à, và rõ ràng là Nga có khả năng tiến tới khu vực giáp danh với lại khắc Cốp kỳ ép, chiếm những cái trung tâm lớn ở vùng phía Nam, những cái trung tâm vùng Bontava, Kymenchak vân vân. Thì nhìn chung là Ukraine đã mất đi một cái phần lớn của lãnh thổ và những cái nguồn lực rất quan trọng ở khu vực miền Đông. Và đối diện với nguy cơ Nga có thể vượt qua bờ sông để tiến tới Odessa hoặc là bảo vệ ở Kiev ở phía Nam. Chứ nó không chỉ đơn thuần là vùng đệm hay chúng ta có thể gọi đó là vùng đệm. Vùng đệm thì có người gọi là nó là 15 km, người thì gọi nó là 60 km và người thì nói rằng vùng đệm đấy nó phải tương đương với lại bờ sông ít nhất là cái giai đoạn đúng không ạ giai đoạn đến bờ sông là chắc chắn nó bắt đầu từ cái khắc cốp và sumi cho nên là cái việc này thì nó nó như thế nào nó không quan trọng đâu quý vị ạ cái điều quan trọng là chắc chắn nó sẽ đẩy ukraine vào một cái tình huống rất khó khăn và nó biến cái chiến cuộc sang trang uh, kể cả từ cấp cấp 1 đến cấp 5. chỉ có mỗi một cái điều chẳng may mà nga đánh nó cấp 5 mà nga thua ấy, thì có thể là chiến cuộc họ sẽ phải dừng lại hoặc là nó đóng băng hoặc là nó cứ âm ỉ cả uh, hàng chục năm Tức là họ phạm sai lầm mức lớn đúng không ạ? Còn nếu như mà nó ở cấp độ 1 2 3 4 mà nó diễn biến thế nào thì chăng nữa thì chúng ta cũng thấy là đều bất lợi cho Ukraine. Đều là những cái điểm khởi đầu để có thể dẫn tới cái chiến cuộc nó leo thang nhưng mà tất nhiên là cái bất lợi cho phía Ukraine nhiều hơn. Còn đến hôm nay thì trong không gian chính trị của phía Nga, người ta cũng không nói thêm gì về các vụ ý tướng như là Surovikin hay là Lapin nữa. À, chúng ta chỉ thấy là hình ảnh mới nhất là ông Lapin ông họp với lại bộ sậu của mình ở cái cánh quân phương Bắc Một trong những cái điều cần phải đặt câu hỏi về các đợt tấn công của phía Nga nữa Là họ đã chọn một cái cách để tấn công thẳng vào hướng Khắc Cốp Đúng không ạ, đây chúng ta nhìn này Không ai dại lại đi tấn công vào thẳng một cái thành phố triệu dân như thế này à, Mặc dù họ có tấn công vào Vô Trang Nhưng mà đây là một cái đòn tấn công nó mang tính chất nó thật nhiều hơn như vậy ba đòn tấn công thẳng vào đây thì nó có ý nghĩa rằng là ra dấu hiệu dương đông kích tây rất nhiều. Thứ hai nữa là uy hiếp, đúng không ạ? Uy hiếp thành chính để mà Ukraine phải ném nhiều quân vào cái khu vực này để giữ uh, trung tâm ở đây. Vậy thì uh, ngay sau đó, chỉ trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, thì Nga phải bộc lộ ra mũi tấn công chính, rất có khả năng để vô tràn, đúng không ạ? Và cái cánh này như chúng ta nói hoặc là Sumi hay là ở nếu có thì ở cái vùng uh, bên dưới này, uh, chẳng hạn như vậy một trong những cái điều liên quan đến chiến thuật quan trọng nhất ở đây ấy, thì phía ukraine họ cũng hiểu dễ rất dễ dàng cho dù nga có đánh thật hay không ở kharkov hay là đánh đến quy mô như thế nào thì bây giờ ông shinsky nói là ông ấy đang phải có một lựa chọn cực kỳ khó khăn là nga chưa dám đánh mạnh hết cỡ ở cái khu vực miền đông là bởi vì là họ còn xem động thái của cánh quân dự trữ còn lại của ukraine chúng ta không biết là có bao nhiêu nhưng mà quân dự trữ, dự bị ở đây chính là một cái yếu tố quan trọng nhất để mà dẫn tới chiến trường nó không sụp đổ. Nếu như mà cánh quân dự trữ này mà điều động ra khu vực biên giới phía Đông Bắc thì Nga sẽ tấn công mạnh và họ chỉ cần vượt qua cái quân tiền đồn ở đấy thôi là Ukraine sẽ sụp đổ toàn bộ chiến trường vùng Donetsk. Có nghĩa là Nga sẽ tiến về các cái quận Poros, đúng không ạ, Konstantinivka hay là Kurekove, Velika, vân vân đến cái tuyến phòng thủ quan trọng cấp quận ấy là cái tuyến mà đằng sau nó chẳng còn gì nữa trước khi đến bờ sông ấy. Thì nếu Ukraine mất, họ không còn quân dự bị đến để mà gọi là lấp vào cái chỗ đó nữa và các cánh quân của Nga họ sẽ tràn lên, họ tiến không thể ngăn cản. Cho nên là nếu để nói về cái yếu tố uh, nhìn thấy ngay thì chúng ta thấy rằng chiến dịch biên giới của Nga tung ra uh, nó sẽ diễn ra ở nhiều điểm và nó kéo quân Ukraine đến đấy một cách đông đảo, rồi Nga sẽ bùng lộ ở những nơi khác đúng không ạ? Ít nhất là cái điểm đấy cũng đã thấy Ukraine đã rất mệt rồi. Bây giờ thì uh, ngày hôm nay uh, đường phố ở khu vực Kharkov và Sumy chạy về hướng Tây càng ngày nó càng đông. Và nó không chỉ có người chạy đi mà quân đội của họ đưa lại rất nhiều, có nghĩa rằng là hai làn đường bên này thì xe dân sự, bên này thì xe quân sự. Điều đấy cho thấy rằng Ukraine đã di chuyển những cái dự trữ chiến lược và chiến thuật của họ bổ sung nhiều cho khu vực Kharkov và khả năng ở khu vực Chernihiv nhưng ta cũng chưa biết là có chiến dịch ở vùng cái phía bắc ở kiev hay không nữa vâng đến bây giờ thì chiến dịch phía nga này tung ra nó khá là bất ngờ đúng không ạ à, mặc dù chúng ta đã biết rằng là sau cái việc mà ngày lễ chiến thắng thì nga sẽ tấn công nhưng mà không nghĩ là nó lại vào một cái thời điểm nó bất ngờ như vậy Uh, và nếu đến thời điểm như thế này thì mọi thứ nó vẫn đang diễn ra trong cái sự kiểm soát về 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 phỏng đoán của chúng ta nếu như mà phía nga tấn công vào sùng Mi và cái vùng bên trái nữa thì có thể nói là đúng như những gì uh, nó khớp với lại những gì mà dự đoán đó là dương đông kích tây ở khu vực kiev ở vùng khu vực kharkov và đánh ở các cái khu vực lân cận quan trọng có ý đồ uh, mở rộng cái ý đồ chiến thuật nhiều hơn đó là Sumi thì có ý đồ chiến thuật hơn này, đặc biệt là khu vực bên phải có ý đồ chiến thuật hơn, chứ còn Kharkov thì có rất nhiều ý đồ chiến lược nhưng mà không thể vượt qua được. Cho nên tạm thời có thể nói rằng đây chỉ là một cái hướng nghi binh mà thôi. Mặc dù là nó cũng sẽ có đánh chiếm vây hãm, đúng không ạ, uy hiếp, rồi là đánh bom giải thảm giải thiết, vân vân. Và chúng ta có thể thấy là sáng nay thì những hoạt động tấn công bom đạn của Nga càng ngày càng dồn dập hơn ở khu vực kharkov Sumi. Lần đầu tiên thì Nga đã sử dụng cái phương pháp đánh bom giải thảm ở các khu vực đô thị sát biên giới như vậy. Thông tin của Bộ Quốc phòng uh, Nga thì họ không thừa nhận cái gì ở quý vị nhé. Không có thừa nhận cụ thể một cái gì cho nên là tất cả những điều diễn ra ở uh, liên quan đến trên bộ ấy, đánh chiếm rất có khả năng nó là một cái chiến dịch thông tin đúng không ạ. Phía Ukraine cũng thế cũng mượn cái đà để có cái chiến dịch thông tin. Tuy nhiên thì tỷ lệ nó rất là thấp. Nhưng mà việc Bộ Quốc phòng Nga không thừa nhận một cách chính thức trên trang web của họ thì điều đấy có nghĩa rằng nó có nhiều cái yếu tố là chưa chắc đó là phải là một cái cuộc tấn công thực sự mặc nhiều người nói rằng là đại quân Nga đang đứng ở đằng sau. Tuy nhiên thì họ cũng một vài những thông tin mà trích dẫn thì cũng họ cũng nói rằng là có Ukraine cũng đã thiệt hại một vài chục người trong cái giao chiến đến đầu giờ chiều ngày hôm qua khu vực biên giới. Còn uh, tới các chiến trường khác thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thứ bảy thì phía Nga đã tung ra những thông tin về tổn thất theo tuần, trong đó ở hướng uh, đầu tiên chúng ta đến với khu vực chiến trường số 5 sau khi số 6 là vùng uh, biên giới thì đến số 5 là vùng uh, Kopian. Tổn thất trong tuần 1015. Trong đó có 3 4 ngày gì đó đúng không ạ? Mà 3 ngày uh, lên tới mức uh, gần 300, xung xung quanh 300. Còn lại mấy ngày kia chỉ còn lại mấy chục thôi, hai ba chục, năm chục. Trong tuần thì Ukraine mất khá nhiều xe bọc thép chiến đấu ở khu vực này. À, hai xe à, tăng Leopard, năm xe bọc thép chiến đấu hạng nặng, 23 khẩu pháo và mười mấy các loại xe chiến đấu khác. À, một anten phản pháo ANTPQ. Trong tuần thì Nga đã chiếm Kilisipka, Kotaripka, rồi đến uh, giữa tuần và cuối tuần thì họ bắt đầu tấn công uh, gọi là bao vây Ivaneska. Uh, tuy nhiên thì đến những ngày cuối tuần thì mỗi cái thành này chỉ tiến được một vài trăm mét mà thôi và không có thay đổi gì ở trên chiến địa. Mặc dù nga vẫn gây một cái sức ép khủng khiếp với đây và tiếp tục đánh chiếm ở khu vực Sinkovka. đánh ở Sinopka. Uh, rồi đến ngày cuối cùng ngày hôm qua thì họ mới có chiếm một cái nhẹ nhẹ ở cái hướng này cộng với lại họ tiến quân ở hướng bên phía cánh phía tây, cánh rừng, mà đây chính là cái nơi cực kỳ quan trọng. Có khả năng thì nga đang uh, đánh chống lạc, à, xin lỗi là đánh lạc hướng ở đây, ở đây để cái mũi chính của họ ấy là họ phải bằng mọi giá họ chiếm được cái mũi rừng đại bàng ở đây này. Bởi vì ở đây ấy, mà họ chiếm được thì họ mới có thể đổ bộ qua sông để kết hợp với cánh quân ở phía bắc xuống, đúng không ạ? Và thành lập ra một cái vị trí cứ điểm ở đây để đánh lên phía trên phối hợp với ở Volchan cũng như là uh, uy hiếp Kupian từ trên xuống còn nếu không thì cái hướng bên này là rừng họ cũng có thể uy hiếp Kupian rồi có thể bất ngờ tấn công về hướng sinkovka À, nhìn chung đây là một trong những thị trấn rất quan trọng để phòng thủ đối với ukraine và cái cánh rừng này chính là yếu tố quan trọng nhất để giúp họ có thể phòng thủ được nếu mà nga để chiếm được cái rừng này thì coi như sinkovka này nó cũng teo và đồng thời là sẽ bị uy hiếp uh, tới những cái thành chính ở phía sau luôn với diễn biến như thế này thì rất có khả năng phía nga sẽ quay trở lại một lần nữa để họ tấn công vào cái hướng vượt qua bờ sông bao vây cái thị trấn bên kia bờ sông mà đã có lần họ sang được rồi nhưng mà bị đánh bật trở lại Đấy, đây chính là cái điểm mà nó kết nối với vô tràn này, quý vị tuyến đường quốc lộ chạy lên khu vực uh, veliki rồi chạy lên vô tràn đây đấy đấy, đấy đúng cái điểm đấy đúng không ạ uh, Devor, đấy như vậy là đây đã từng Nga đã sang được bên bờ sông ở hướng này này. Rồi họ sang bờ sông ở cái hướng này này. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng là bây giờ cánh quân của Nga đã bay bầu bên này bờ sông lúc nào không biết rồi. Bay bầu cái cứ điểm đấy rồi. Thì với việc mà họ đang có ý định tấn công ở trên bên kia, chúng ta có thể thấy là họ có thể kích hoạt lại chiến trường ở dọc theo cái bờ sông này từ hai phía, thậm chí là khu vực phía Bắc nữa. Còn chiến địa ở khu vực đây thì uh, mấy ngày uh, giữa tuần và cuối tuần đã di chuyển xuống hướng Berestove, Novoselipka và trước đó thì Stemanipka. Những bước tiến của Nga nhiều nhất trong những ngày cuối tuần ở Berestove và Novoselike. Hôm nay thì không có thông tin về bước tiến của Nga đây. Tuy nhiên thì những video cho thấy rằng Nga đang tập trung rất nhiều vào việc là bào mòn lực lượng, phá hủy trận địa của Ukraine ở cái hướng này để mà sẽ tạo đột phá ra đối với thị trấn này để giải quyết toàn bộ cái uh, chiến địa của Nga ở Pichane, St. Martin uh, và, và cái tam giác phòng thủ ở đây. Và trong ngày hôm qua thì sau khi đánh đấm mải mê ở khu vực phía bắc, thì bất ngờ trong đêm Nga đã uh, tiến công một cái đòn tấn công khá bất ngờ ở khu vực Pichane, một nơi mà khó nhất đấy mà là cao điểm và làm cái thị trấn mà nó gần như nó tiền đồn cuối cùng để nó giữ trận địa của nga trước khi mà ngăn được nga tiến tới bờ sông và thông tin ban đầu thì phía nga đã tiến khoảng một km ở cái hướng này như vậy là đây là một cái hướng nó rất khó tiến thị trấn dày đặc này cao điểm từ trên xuống dưới này chạy dọc theo bờ sông đúng không ạ nga đã từng có tham vọng đánh chiếm nhưng từ lâu họ không đánh được thì hôm qua hôm kia họ đánh rất nhiều berestov Novosibirsk. Rồi bây giờ họ quay ngược trở lên đánh ở khu vực này. Như vậy chúng ta thấy rằng là nga đang có một cái chiến dịch dọc theo cái khu vực này. Đấy. Cộng với lại họ đang gây sức ép lớn ở đây. Cộng với lại họ đang gây sức ép lớn ở khu vực này, đúng không ạ? Và rất có khả năng thì cũng sẽ có mũi ở Tabayka nó xuất hiện ở khu vực này. Tuy nhiên những cái um, tọa độ của tôi vẽ thì nó cũng khá là mơ hồ bởi không có uh, cái tọa độ cụ thể. Cho nên là uh, tôi cảm giác rằng là tiến về Pichene thì Nga tiến ở hướng này nhưng mà cũng rất có khả năng là cái hướng ta Tabayka. Và là sau mấy ngày không có những cái bước tiến cụ thể uh, thì phía Nga đã tiến ở một cái hướng mà nó, nó nguy hiểm nhất đúng không ạ? Uh, Pichene. Uh, chính vì cái mũi này cho nên Nga đã phải đánh ở những nơi khác. Nhưng mà bây giờ họ đã bất ngờ họ tiến đúng vào cái hướng chính đây luôn. Thì chúng ta sẽ chờ xem là vâng, trong cái ngày sắp tới diễn biến nó như thế nào. Diễn biến ở khắc cốp thì nó làm cho chúng ta lu mờ hết cả những cái cảm xúc về các cái vùng uh, khu vực khác. <laughs> à, ở hướng Sivek thì uh, phía Nga tiến được một khoảng khá rộng ngày hôm trước đúng không ạ? Hàng chục km vuông ở đây rồi. Chiếm được rồi. Còn uh, đến ngày hôm qua thì tự dưng là im bặt, Không có cái gì nữa còn ở vùng Bắc Mút thì tổn thất trong tuần Ukraine cũng rất cao gần 2.000 1.985 ba tăng 6 bọc thép hạng nặng 21 xe bọc thép các loại 35 khẩu pháo trong đó có 13 khẩu pháo phương tây rất nhiều hệ thống tác chiến điện tử Anten đã bị hủy diệt hoàn toàn còn thực tế thì trong tuần vừa rồi, à, vâng nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ có một bước tiến nhỏ của phía Nga ở cái cánh rừng phía Bắc này thôi, đúng không ạ? Và họ đẩy lui Ukraine vào sát à, khu vực này vùng xám. Thế còn lại thì cũng không có bước tiến nào cụ thể nữa. Vâng, ở phía dưới thì có cái chỗ mà Nga đã đánh lại cái khu vực cánh rừng bị Ukraine chiếm cách đó 2 tuần. Còn lại thì không có gì, nhưng mà tổn thất thì vẫn lớn, à, có nghĩa là giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở mức độ gọi là giao tranh giữ vị trí đấy, đúng không ạ? Và cái uh, uh, hoạt động chiến thuật của phía Nga nó vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực này. Và bây giờ, uh, ngày hôm qua thông thế thôi mà Nga vẫn tiếp tục tăng cường, đánh bom, đánh đạn, rột dập ở hai bên bờ sông. Các cánh quân của họ thì vẫn gây sức ép um, vào trận địa ukraine ở hướng Borodnivka, ở hướng Votisha-Chimsa uh, bên này bờ sông, ở hướng ivaniska, nhiều hướng, uh, nam hướng bắc, và ở hướng Kikicha như vậy là cũng đồng thời cũng có năm bảy mũi của nga tấn công ở cái mức độ duy trì chiến trận ở hướng đó ở hướng new york thì vẫn có những cái thông tin xung quanh việc nga tăng cường ném bom là chủ yếu cũng chưa có hoạt động tấn công nào trên bộ mặc dù thì khu vực này đã nhận rất nhiều những cái lời đồn đại đúng không ạ nói chung đánh nhau với nga thì ukraine sẽ phải đối mặt với một cái cuộc chiến rất nhiều lời đồn chiến trường át liệt nhất trong tuần vẫn là chiến trường Adipka, tổn thất 2360 4 xe Tăng, 1 xe Leopard, 2 xe Abram của Mỹ, 16 xe bọc thép, chiến đấu, 2 xe Bradley, 1 xe Marder của Đức, 30 khẩu pháo và rất nhiều các loại xe khác. Đang đấy là cái báo cáo theo tuần. Nhưng mà chúng ta thử đếm theo tuần xem nào. Mà thôi, cũng không quan trọng nữa vâng đến với chiến địa ở khu vực này thì đến bây giờ có khả năng là một cái ngày nào đó mà chúng ta vẫn chưa nhận được những cái báo cáo cụ thể hoặc cũng có thể khả năng nga cũng không đánh chiếm được cái gì thêm ở hướng phía bắc khi chúng ta biết được hôm qua ngày hôm qua họ có ba mũi tấn công lên hướng bắc rồi họ đã tiến về khu vực phía tây và có vẻ bây giờ thực sự là nga đang muốn đánh về phía tây để làm uh, nhân cái cơ hội mà ukraine phải gửi quân đi các nơi để tiến công thẳng ra chúng ta có thể nói rằng là nga đang có một cái quyết định quan trọng liên quan đến trận địa kharkov đúng không ạ một là đánh thẳng lên khu vực này cắt ở đây hai là đánh thẳng ra porok còn ở konstinibka chưa chắc đã phải ưu tiên hàng đầu của họ tại thời điểm này bởi vì nga mà đánh được cái khu vực này mà ukraine bị toàn thì nói chung là cái trên này nó cũng yếu đi một cách rõ rệt tất nhiên là đánh cái này thì nó rất khó nhưng mà biết đâu đấy ukraine mà gửi quân dự trữ chiến thuật của họ ở vùng này đi đúng không ạ thì nga có thể đánh được bởi vì các hướng họ đều đang có thuận lợi ở hướng Netalove, thuận lợi ở hướng giữa thuận lợi khi umanske sụp đổ ở hướng trên họ cũng tiến được khá nhiều thời gian vừa qua và hướng này họ cũng đang đại khái là đang uy hiếp rất mạnh và hướng này thì cũng đang khiến cho ukraine đang rất lo ngại đúng không ạ như vậy thì cũng không biết chừng là nga sẽ vượt qua một vài một chục cái làng mạc để tiến thẳng tới cái quận porok Trái tim của vùng đồn nhát hậu cần thì sẽ toang ngay toàn bộ cánh phía nam và dẫn tới cả sụp đổ cánh phía bắc nữa cho nên là cái việc mà Nga tấn công theo cái hướng này uh, trong thời gian mấy ngày vừa rồi là rất có khả năng thật. Hôm trước thì họ đã nói rằng họ tiến 2 km xa tại cái điểm này ra tới đây nhưng mà bây giờ thì chưa có thêm báo cáo gì về cái việc này cũng như mũi tấn công của họ ở đây ở đây ở đây đều không có thông tin gì. Và chúng ta sẽ chờ xem một cái sự rất lạ đúng không ạ? Đồng thời là có cả hướng quân tấn công về Sokin. Ở hai hướng Solovio uh, lẫn cái khu vực ở ngã ba phía trên. Ở hướng phía dưới thì không có thay đổi gì, uh, kể cả là các cái bước tiến ở hướng uh, đông sang rồi đông bắc xuống Novo Proposke thì cũng không có thông tin gì trong ngày hôm qua. Còn buổi chiều hôm qua thì chúng ta thấy rằng phía nga sau khi chiếm được ban đêm ngày hôm trước thì họ đã mở rộng cái trận địa của họ ra, bây giờ thì đang giao tranh ác liệt với ukraine ở những cái phần còn lại ở phía nam và phía tây. Nhưng cũng không có những cái báo cáo. Còn chúng tôi không biết là có thật hay không, không biết là có đánh nhau hay không, nhưng mà đại khái là có một lý do nào đó đã khiến cho những cái báo cáo của phía Nga từ chiều hôm qua đến ngày hôm nay nó ít hơn hẳn, đúng không ạ? Một là không có đánh nhau, hai là đánh nhau nhưng mà không có báo cáo. Ở phía dưới thì uh, Netalove hôm qua Nga cũng tiến được rất nhiều, nhưng mà đến chiều thì chúng ta không thấy cái gì nữa. Còn cái bước ở chiều mà chúng ta thấy báo cáo nét nhất ấy là cái khoảng rất là to này của phía Nga uh, trong uh, chiều ngày hôm qua, đúng không ạ? Họ đã chiếm toàn bộ cái khu vực này, như vậy thì Ukraine đã hoàn toàn rút lui ra khỏi đây rồi. Như vậy là không còn thông tin gì thêm ở Krasno ở khu vực Adipka, ở dưới Uleda trong tuần Ukraine tổn thất 860 và khu vực này thì tâm điểm trong tuần nó nằm ở Krasnodar còn lại các khu vực này thì chỉ có mỗi bước tiến của phía nga vào trong thành hồi đầu tuần và nối lại các đợt tấn công vào ngày thứ năm chiều ngày thứ năm và ngày thứ sáu nhưng mà không có thay đổi trên chiến địa còn ở phía trên thì chúng ta thấy rằng phía nga trong tuần đã tạo ra rất nhiều những bước đột phá quan trọng, đặc biệt là cánh hướng phía đông họ đã vượt qua được một khoảng độ 1,5 km đúng không ạ để tiến vào khu vực trung tâm, sau đó thì mở rộng rất nhiều những điểm kiểm soát ra khu vực phía bắc và phía tây, rồi phía dưới thì cũng tiến công ra mở điểm kiểm soát qua khỏi khu vực uh, tòa nhà cao tầng trung tâm ở đây và họ đã khép góc rồi còn rất có khả năng đêm qua thì phía nga đã tiến xa thêm được rồi và có thông tin như vậy rồi nhưng mà nó vẫn chưa có thay đổi một cách cụ thể và và trong tuần thì nga cũng đã tiến đẩy bật ukraine hoàn toàn ra khỏi nhà máy cứ điểm cuối cùng quan trọng đồng thời là buộc ukraine phải rút về phía bên kia của cái đường trung tâm cắt đôi cái thị trấn ở đây ukraine bây giờ thì cơ bản chỉ còn lại ở các cái khu nhà thấp tầng dân cư thôi mặc dù nó còn rất rộng lớn nhưng mà không có khả năng kháng cự và một cái khu vực cao tầng rất đông ở đây dày đặc nhưng mà bây giờ có vẻ như đang lọt giữa trận địa của phía nga cho nên chúng ta chưa biết là ukraine đã rút ở đây ra chưa hay không rất có khả năng là họ chưa bởi vì là cái phía đằng sau họ thì vẫn có vẻ còn rất thoáng tuy nhiên bản đồ này thì nó cũng tương đối thôi nó cũng không sai nhưng mà nó có thể sót nó sót ở chỗ là nhiều khi có những cái diễn biến mà tiến thêm hoặc là lùi ấy, thì nó chưa kịp cập nhật này thì bạn không thể nhìn thấy thứ hai là bản đồ này thì nó có sự cái cân nhắc rất kỹ nhưng mà bản thân nó thì cũng không phải là tránh khỏi sai sót khi họ lấy thông tin từ các bên giao chiến và nó cập nhật khá nhanh mà nhanh thì thường kèm với lại những cái sai sót không thể đáng có được không không thể tránh được cho nên chúng ta cũng gọi là, gọi là lấy để tham khảo đúng không ạ ở cánh này thì không có gì thay đổi và cũng không có hoạt động báo cáo nào. Nhưng mà video và báo cáo về tấn công chiến thuật thì rất nhiều. Đặc biệt là ở hướng Uzo à, Hướng này thì gần như chắc chắn là sang tuần hoặc thậm chí cuối tuần này chúng ta sẽ thấy phía Nga sẽ tổ chức đợt tấn công ở cái hướng bên này. Để mà phối hợp với cánh bên trái của họ đang tạo được rất nhiều thành công. đúng không ạ Mặc dù Ukraine đang phản công dữ dội. Ờ, ở hướng này thì chúng ta không biết là họ có phản công được hay không nhưng mà chắc chắn là không cản trở cái kế hoạch của Nga để họ bắt đầu các cái đợt tấn công bên phải. Ở chiến trường Rambrzea trong tuần thì Nga tiến công được 2 3 lần liên tiếp, mỗi lần chỉ vài trăm mét ở hướng Rabotine, à, nhìn chung là bây giờ Ukraine đã mất Rabotine rồi. Họ chỉ còn tung hỏa lực vào đó để mà làm cho Nga không hoàn toàn kiểm soát được thôi. À, đại khái là như vậy, nó mang tính chất chính trị nhiều hơn hôm qua thì một hệ thống phòng không patriot của ukraine ở đằng sau gulepole đã bị tên lửa iskander của nga phá hủy à, phía hôm, những ngày trước thì nga đã sử dụng bom FAB tấn công ở gulepole một cái quận gọi là mình gọi là, gọi là thiêng liêng đúng không ạ chưa bị tấn công bao giờ thế nhưng mà đợt này nga tấn công nhiều cho nên ukraine có khả năng đã điều patriot ra và họ đã bị uh, phía nga tiêu diệt một cái hệ thống uh, bằng cái tên lửa uh, iskander chúng ta sẽ xem cái video đấy vào cái video uh, chiến sự của chúng tôi ở trên kênh phan sơn tv còn ở khu vực uh, khe son thì uh, đúng ra về phía kịch bản ukraine thì họ sẽ tung ra chiến dịch này dựa theo một vài điều kiện trong đó có điều kiện chiến dịch uh, gọi là gọi là chiến dịch để mà đánh chiếm crimea đúng không ạ À, sau lễ chiến thắng của phía Nga nhưng mà chưa thấy mặc dù công tác chuẩn bị có vẻ rất là nét nẹt nẹt rồi. Thứ hai nữa là khi Nga tung chiến dịch biên giới, Ukraine sẽ tấn công ở đây để làm cho phía Nga phải bận tâm đưa quân trở lại khu vực này. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng có công tác chuẩn bị thôi. Chúng ta không biết là Ukraine Nga có cái quân ở bên đây như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta biết thì người Nga chắc chắn là cũng biết ý định của Ukraine. Đúng không ạ? Họ sẽ có một cái lực lượng nào đó Dự trữ cho tuyến này Đặc biệt là, là Crimea đằng sau thì nó cũng là ngay tuyến rất gần Cho nên là Ukraine sẽ đánh uh, Trong những thời gian sắp tới Bây giờ thì bom Nga đang tấn công rất mạnh bên kia bờ sông Mà họ đánh mạnh như vậy thì không biết Có làm giống như đợt đầu là đã Làm cho phía Ukraine không thể tấn công được Cái đợt năm ngoái Nhưng mà năm nay thì không biết là Ukraine có tấn công được hay không Và chúng ta hãy chờ xem những cái diễn biến này Nó có một cái sự liên kết nào Với lại chiến dịch biên giới của phía Nga hay không như vậy trong tuần vừa rồi thì uh, có thể nói là phía nga uh, đã cũng có thể nói là một cái tuần rất thành công mặc dù là vùng Adipka ấy, thì họ không có tạo ra được một cái sự sụp đổ liên miên của các cái chiến trường quan trọng nhưng mà họ vẫn tiếp tục vây ép tiến và gây ra một cái sự suy sụp đối với toàn tuyến của Ukraine đúng không ạ mặc dù tốc độ chậm hơn thế nhưng mà trong tuần thì phía nga lại có rất nhiều những thành công ở hướng khu vực đông bắc À, ở khu vực Sieve đã tiến được hàng chục km và ở khu vực đặc biệt là ở Uzodea à, tức là vùng à, Nam Donetsk và Krasnouaripka đúng không ạ? Cho nên là nếu nói về ở Adipka tuần vừa rồi Nga không thành công được như tuần trước nhưng rất thành công. À, còn các chiến trường khác thì thành công hơn hẳn so với lại tuần trước. Cho nên xét chung cuộc trong tuần vừa rồi Nga rất thành công. Mà nếu kèm theo cả chiến dịch biên giới phía Bắc nữa thì có thể nói đây là một cái tuần thành công một cách à, rất là ngoạn mục rất là hiện tượng của phía nga tuy nhiên thì bây giờ nó chỉ bắt đầu để chúng ta có thể đưa ra những cái nhận định về cái vùng đông bắc cốp, đúng không ạ cũng không loại trừ nga tấn công vào một cái vùng đất họ chưa từng vào trong một thời gian dài và một cái pháo đài như vậy chắc chắn là sẽ đối mặt với những thứ hiểm họa họ chưa lường hết được cho nên chưa thể nói được rằng là đấy có phải là tấn công lớn của nga hay không và nếu như nó là tấn công lớn vừa hay nhỏ thì họ cũng có khả năng đối mặt với những thất bại. Tuy nhiên thì nếu như mà lớn thất bại thì mới là đáng ngại. Thế còn nếu nó vừa và nhỏ thì họ vẫn còn cái khả năng để họ khắc phục những cái sai lầm đó. Cái chiến thuật của Nga là họ tiết kiệm nguồn lực để mà bảo tồn cái tổn thất nó thấp nhất. Ấy. Cộng với việc là họ tuyển những cái người lính tình nguyện mỗi ngày. Thì nó rất là gom góp chứ nó không phải là huy động một lượng ồ ạt. Cho nên nếu như mà nga mà chiến dịch lớn mà thất bại, họ mất đến hàng chục nghìn quân ấy, thì có thể nói họ lại phải mất đến năm hoặc là vài năm để họ có thể uh, lấy lại cái tinh thần cũng như cái nguồn lực đó, đúng không ạ? Cho nên là nga làm gì làm, họ phải tránh những cái thất bại tầm trung cho đến tầm lớn, dẫn tới uh, sự tổn thất hàng chục nghìn người. Uh, chắc chắn trong một cái chiến dịch thì đấy là một cái đòn chí mạng với lại cái uh, cái toàn bộ cái chiến dịch của họ vâng như vậy là chiến dịch uh, biên giới đã chính thức bắt đầu rồi à, phản ứng của các bên nó rất là lạ đúng không ạ à, <laughs> một cái chiến dịch lớn nhưng mà cái yếu tố thông tin của nó thì nó quá kinh khủng luôn à, nhìn như kiểu là người ta đánh tới khắc cốt bên nơi rồi cũng như kiểu là ukraine sắp đánh tới kiev uh, tới moscow đến nơi rồi thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng chưa biết đích xác là như thế nào nhưng mà nó không tương xứng với lại cái uh, cái màn diễn xuất của hai bên về thông tin nhưng phải nói rằng là bom đạn chiến thuật thì đúng là rất nhiều thật tiến quân đến đâu thì chúng ta còn cần phải chờ xem nữa à, lãnh đạo Ukraine thì đã đưa ra những cái 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 thông điệp cấp báo à, khẩn cấp vân vân và cũng rất trái ngược nhau à, đặc biệt là ông Zelensky đã nói là tình hình rất là khẩn cấp rất khó khăn còn à, hôm nay ấy đặc biệt là chỉ huy tư lệnh lục quân của Ukraine nói rằng là đã đến lúc chúng ta phải xem lại toàn bộ các cái yếu tố quan trọng chiến lược của vùng Donetsk. Theo tôi thì vùng Donetsk cũng không quá quan trọng. Vùng Chasipja là một cái thành nhỏ. À, nó cũng không đóng một cái vai trò gì quan trọng. Cũng như là những cái thành ở cửa ngõ Anipka. Cho nên rất có khả năng thời gian sắp tới chúng ta sẽ cân nhắc cái việc rút quân khỏi Chasipja. Và một loạt các cái cứ điểm vùng Donetsk. Đấy, đấy là ông Maluk đấy tư lệnh lục quân mà thay thế vị trí của ông sinski bây giờ ấy. thì rất có khả năng những thông tin này nó sẽ dọn đường cho việc là ukraine sẽ rút quân ở hướng này để mà kéo dự trữ của họ lên cái hướng phía đông bắc đúng không ạ để mà phòng thủ cho trên tuyến vùng biên giới sẽ quan trọng hơn đối với họ rất nhiều bởi vì đây là những cái tỉnh gốc chứ nó không còn là cái tỉnh giao tranh ở vùng Donetsk nữa và họ cũng xác định là Donetsk họ cũng rất là khó để có thể giữ hay là có thể chiếm lại được cái vùng Donetsk mà bây giờ đang nằm trong tay Nga đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ giữ những cái thành như Khắc Cốp, Sumy, Poltava, Chekhnyi nó là những thành nó còn nguyên vẹn, tỉnh còn nguyên vẹn. Vậy thì cái yếu tố chính trị của nó và chiến lược của nó quan trọng hơn, nhất là với Khắc Cốp nếu mất khắc cốp thì chúng ta cảm giác rằng ấy là không những Nga có thể uy hiếp toàn bộ bờ sông bên này, mà Ukraine sẽ mất đi, uh, nếu tính cả những cái thành bên này mà bị phía Nga uy hiếp về hỏa lực nữa, thì họ sẽ mất đi một phần ba nguồn lực công nghiệp của đất nước của họ. Đúng ạ. Mà công nghiệp nó là cái gì? Nó chính là cái năng lực quốc phòng của Ukraine thời điểm hiện nay. Cho nên là không chỉ công nghiệp, năng lượng các thứ và tài nguyên các thứ ở vùng này nó rất quan trọng và nếu vẫn mất khắc cốp thì poltava sẽ bị uy hiếp riponecho bị uy hiếp rồi sớm muộn thì nga cũng tiến tới khu vực bờ sông này để vượt qua sông thôi cho nên có thể nói là khắc cốp thực sự rất quan trọng đối với phía ukraine về mặt chiến lược mà muốn bảo vệ được khắc cốp thì họ phải bảo vệ được cái sườn của nó là cái sumi còn nếu mà họ mất sumi thì họ cũng không giữ được khắc cốp cho nên cái công tác uh, là về để giữ bằng được khắc cốp của ukraine nó rất là trọng yếu đúng không ạ là họ phải kéo rất nhiều quân để giữ được cả cái tuyến đây cho tới cái tuyến bên phía Kupian nữa ít nhất là đến khu vực gần Kupian còn bên này thì xác định cũng mất trước sau thôi thế nhưng phải giữ đến đây và giữ được đường hướng Liman đúng không ạ Kramatos rồi ở bên dưới thì đến Konstantinivka, Kurekov, Velika vân vân dọc cái khu vực chiến tuyến vài chục km như thế này và điều này thì cũng cho thấy rằng là với ý đồ như vậy thì chúng ta biết rằng Ukraine đang găm quá nhiều quân ở vùng Chasovya Uh, New York và vùng aca đúng không ạ sợ là Nga uh, đột phá qua khu vực này bây giờ thì họ cũng nhu cầu là đưa lên quân lên hướng trên uh, bởi vì đến nó quá đông uh, và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là sẽ tạo ra cho Nga một cái cơ hội tuyệt vời để họ tiếp tục có những cái thao tác chiến thuật chiến lược trong thời gian sắp tới vốn họ là cái bậc thầy đúng không ạ của các cái chiến thuật nghi binh vâng thông tin tạm thời nó là như vậy và nếu có thông tin khẩn cấp gì thì chúng tôi sẽ lại có những cái bài diễn biến khẩn cấp như chiều ngày hôm qua để phục vụ quý vị khán giả nhìn chung là nga đã trải qua một cái tuần cực kỳ thành công nếu xét cả cái diễn biến biên giới của họ đúng không ạ rất, rất 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 thành công và chưa bao giờ tuần nào thì không gian chính trị Ukraine nó nó sám như cái tuần này nó u tối như cái tuần này tuần này thì rất nhiều thông tin liên quan tới sự sụp đổ trận địa rồi kêu rút rồi là những cái sự hỗn loạn trong cái không gian chính trị ấy, đúng không ạ chỉ trừ những cái khoản viện trợ thì nó có thêm những cái màu sáng thôi còn đâu kể cả là tư cách NATO bây giờ cũng bị gọi là từ chối một cách thẳng thường rồi vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình vào ngày cuối tuần và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo